Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn với các bạn sử dụng điều hòa trên số tự động trên một chiếc Kia Morning đời 2011. Đây là phiên bản số tự động các bạn nhé. Và cái điều hòa này là điều hòa tự động, nó khác với những cái bản xe trước mà mình hướng dẫn với các bạn sử dụng cái điều hòa cơ. Thì nhìn chung cái điều hòa tự động và điều hòa cơ thì nó cũng có các cái chức năng nó cũng như nhau thôi, nhưng mà các phím bấm nó hơi khác nhau một chút. Và các cái điều hòa tự động thì nó có một số nó được thiết lập sẵn bởi nhà sản xuất rồi, thì mình sau đây mình sẽ mô tả qua cho các bạn xem để cứ các bạn lần đầu tiên học lái xe cũng như lần đầu tiên lên một chiếc xe điều hòa tự động thì mình có sử dụng như thế nào cho nó hữu ích cho mình. Giúp rất mong các bạn đăng ký kênh cũng như thứ hai thì chia sẻ cho mọi người để mọi người xem. Sau đây mình xin mời các bạn xem video về hướng dẫn sử dụng điều hòa tự động của mình. Đây là chiếc Kia 2011 có khởi động bằng nút bấm. Chúng ta phải về P. Nếu chúng ta để D này thì không thể khởi động được. Đây, mình khởi động cho các bạn xem nhé. Không được, chúng ta phải về P. Đạp phanh này. Về chữ P. Đấy, thì chúng ta mới bấm để lên rồi, để lộ. Đấy, thì đây là chữ OP, đây là AC này, gió. Có chữ AC này điều hòa, chúng ta tắt đi này. Tắt này, mở này. Đấy, thì cái chữ ô tô bên này và chữ AC bên kia đều là bật điều hòa cả. Nhưng khi mà chúng ta bật cái ô tô bên này, các bạn thấy nhá, bật chữ ô tô này thì nó cũng bật điều hòa và cái xe nó sẽ tự động tăng lúc đời thời gian đầu, thì cái điều hòa sẽ gió nó rất là to, tức là nó có lập trình sẵn là khi các bạn vào xe thì nó nóng thì là xe nó sẽ bật quạt gió to lên để chúng ta hạ nhiệt, và cái nhiệt độ nó để 18,5 độ đấy. Sau đó nó sẽ tăng giảm phù hợp so với nhiệt độ, cân bằng giữa nhiệt độ bên trong và bên ngoài xe. Đấy, nó có cái hay của cái điều hòa tự động và điều hòa cơ. Thì bản thân cái điều hòa tự động này chúng ta cũng có thể điều khiển bằng tay, chứ không hẳn là chỉ là nó sẽ tự động như vậy. Thì có những người lừa thì mình cũng chẳng biết điều khiển như nào cho hợp lý, thì cứ để ô tô cho nó dễ. Ô tô mình đây là bên này, là cái xoay bên trái này, vẫn là cái lúc này xoay bên trái này, là cái chữ lao này là nhiệt độ xuống thấp. Giờ xoay bên trái là nhiệt độ màu xanh, thì cái giảm nhiệt độ đi, lạnh ấy. Còn là xoay lên bên phải này, nhiệt độ sẽ tăng. Chúng ta sẽ tăng nóng hay lạnh bao nhiêu đấy là do mình. Cái này nó sẽ, khi chúng ta chỉnh độ lạnh nhiều thì cái gió nó tự lên xuống này. Chúng ta hết cỡ nhé, gió tự lên. Chúng ta giảm cái độ lạnh đi thì gió nó cũng tự giảm cái tiếng gió. Các bạn có thể nghe thấy độ ồn của gió nó khác nhau đúng không? Và nó có thể tự lấy gió trong và gió ngoài đấy các bạn nhé. Vừa cái đèn này vừa tắt này. Muốn lạnh thì chúng ta sẽ lấy gió trong đúng không? Gió trong, bấm cái này lấy gió ngoài. Hai là lỏng á, cao nó về phía mình ạ. Còn ngoài ra thì chúng ta cũng có thể chỉnh gió theo ý thích mình chúng lại ăn cỡ. Đây, chỉnh nhiệt độ làm là lại ăn cỡ, nhưng mà chúng ta chỉ muốn lấy gió chậm thôi cũng được, thì nó sẽ mất cái chữ ô tô rồi đi đúng không? Đấy là tôi cho chỉnh cơ này, thì nó cứ bị gió thì để từng ngày thôi. Chẳng thì nó sẽ không tự động điều chỉnh, mất chữ ô tô, chúng ta để ô tô nó sẽ tự điều chỉnh đấy. Cái gió nó tự tăng lên, đến lúc nào nó nhiệt độ nó đạt thì nó lại tự xuống. Nó rất to đúng không? Đấy nó sự chúng ta có thể chỉnh lại này. Chúng ta thấy lạnh quá, chúng ta chỉnh lạnh được nhiệt độ lạnh như này, nhưng mà gió vừa thôi. Đây là cái cửa gió. Chúng ta này gạt lên, gạt xuống và chúng ta này kéo ngang này. Thì bên này cửa bên này thì không khóa được cái họng gió này các bạn nhé. Không có khóa được cái họng gió này của chiếc xe này, không khóa được. Nhưng bên này bên hai bên sườn này thì khóa được, chúng ta đóng vào là không có gió này.
Đấy, đây có chữ đóng cắt gió này. Mở lại có gió này. Đấy. Này tắt hẳn này, không có gió. Đấy, bên đã mở, chỉnh lên xuống. Đấy. Bên này thì chỉnh được. Bên kia thì không, bên này cũng vậy. Tắt mở được, lên xuống được. Tắt hẳn này. Tắt hẳn này, mở này. Đấy. Lên xuống. Đúng rồi. Thì các bạn muốn đi mùa hè thì tùy theo người lớn hay trẻ con thì chúng ta sử dụng một cái nhiệt độ nó hợp lý, làm sao đó cho mọi người đỡ bị sốc nhiệt, chênh lệch giữa nhiệt độ bên trong và bên ngoài. Thì đây là cái nút bấm lấy gió trong và gió ngoài này các bạn này. Đây là gió như này là gió ngoài này. Đấy, có nút vàng là gió trong. Thì đi nhiệt độ trời mưa và ngày hè nắng nóng thì chúng ta oi bức thì chúng ta lấy gió trong thì làm cho cái nhiệt độ nó nhanh mát, nếu như chúng ta lấy gió ngoài thì là nó sẽ cái cabin nó nhanh bẩn bụi và cái hệ thống điều hòa nó sẽ làm việc liên tục, mà thứ nhất là nó không mát hoặc là mát rất là lâu. Chúng ta chỉ lấy gió ngoài khi đi qua những cánh đồng trời mưa, hoặc là hôm nào buổi sáng sớm nó không bụi bẩn thì chúng ta sẽ lấy gió ngoài. Đấy, vì ngoài gió trong gió ngoài. Ngoài ra đây là các cái chế độ, chữ mốt này là các cái chế độ này. Đây, chế độ này, đây, chế độ thổi xuống chân này. Đấy, chỉ thổi xuống chân này. Bấm một cái nữa là vừa thổi xuống chân, bạn hình như cái hình quạt mà có mũi tên nên tên này, đó là sửa cái kính lái này. Để trong trường hợp động hơi xương nước mà là mờ gương ấy thì chúng ta xử lý bằng cái sấy cái kính lái này. Đấy. Này, chỉ cái này chế độ là chỉ thổi vào mặt thôi này. Cái này chế độ này vừa thổi xuống chân vừa thổi lên mặt. Đấy, mình bấm lại nhá. Mình bấm lại cho các bạn xem này. Bấm mặt. Thổi xuống chân này. Đấy, cả thổi xuống chân mà sấy kính này, kính lái này, thổi lên mặt không này. Đấy. Cứ bấm cái chế độ này thôi. Cái phím này nó bằng điện tử mà. Mỗi lần bấm thì nó sẽ ra cái chế độ khác nhau. Đấy. Còn đây là cái chức năng là sấy chỉ phăng là sấy kính lái đằng trước không, tức là chỉ sấy không tất cả hướng lên kính lái đằng trước thôi. Cái chữ rear này là sấy cái kính đằng sau các bạn đấy, sấy cái kính đằng sau này. Khi đường sương mù, cái chức năng sấy kính đằng sau này nhiều bạn có thể không biết dùng nhưng nó rất hữu ích. Trời sương mù có nước, chúng ta không cần xuống lau mà chúng ta bấm cái nút rear này thôi thì là cái kính đằng sau nó động hơi xương nó sẽ tự mở, đang mở thì nó sẽ tự trong đi. Đấy, nó có sấy. Thì cái sấy cổ đằng trước này này là cái kính này này là nó sấy bằng hơi. Bằng hơi nhá, tức là hơi lạnh từ điều hòa thổi lên, hơi nóng hơi lạnh từ điều hòa thổi lên. Còn cái sấy kính của cái đằng sau này này nó có những cái vân đen ngoằng ngoằng kia kìa, các bạn xem ở xe nào cũng có đấy. Đấy, vân đen ngoằng ngoằng đấy, nó là sấy bằng mai so các bạn nhé. Nó khác nhau nhá, mặc dù cùng là sấy nhưng mà sấy cái những trước này là sấy bằng hơi, bằng khí đấy, khí nóng hoặc khí lạnh. Còn cái sấy bằng này bằng mai so. Nhưng chính vì vậy nên cái kính đằng sau này bao giờ ô tô kính đằng sau bao giờ đắt hơn, bởi vì nó có cái hệ thống sấy bằng mai so trên ô tô đắt hơn cái kính đằng trước này, thường là như vậy, xe nào cũng vậy, kính đằng sau bao giờ đắt hơn kính đằng trước. Đấy. Đây cũng để trả lời cho một số bạn hỏi mình là kính nào thì đắt hơn. Thường là kính đằng trước thì có kính trước thì có giảm tốc nhưng kính sau thì lại không có giảm tốc, nhưng ngược lại kính đằng sau thì không có giảm tốc nhưng ngược lại lại có cái sấy kính bằng nhiệt, bằng những cái thanh màu đen ở trên kính ô tô đấy. Nên là nhiều bạn chú ý là không được cạo xước nó vì nó chính là cái mai so các bạn. Đấy. Để không bị xước, và chúng ta xước thì nó sẽ chập điện hoặc là không tốt. Một số cái kính mà nếu như các bạn đi mua xe mà kính đằng sau mà nó đã bị mất cái đấy rồi là thường là xe bị thay kính rồi, không nguyên bản theo xe, mà xe nào nó cũng có cái sấy kính đấy đằng sau. Đấy, nhưng không có thường là đã bị vỡ hoặc là thay. Thường là các phiên bản đều có hết các bạn ạ. Đấy, còn một số phiên bản taxi mình không biết có không, nhưng mà rồi những phiên bản theo sản nhà sản xuất đều có cái kính sấy kính đằng sau hết, và cái những thanh màu đen như nhiều người bảo là sao là người ta lại dán băng dính màu đen vẹt nhỏ như vậy, không phải đâu, đó chính là cái hệ thống sấy các bạn nhé.
Đấy. Thì nhìn chung là sử dụng điều hòa ô tô tự động nó cũng không khác gì số điều hòa cơ không, nó vẫn có các tính năng như vậy. Đấy. Mà nó chỉ khác là cái phím bấm thôi các bạn ạ. Ngoài ra thì chiếc xe này nó còn cả quả sấy sấy ghế các bạn ạ, rất hữu ích cho mùa đông, chúng ta có thể bật xe 5 phút xong sấy cho nóng xong chúng ta lên ngồi, và có cả hệ thống sấy vô lăng nữa, thì nó chỉ hữu ích cho những cái xe trời rất là lạnh lạnh như là ở Sapa hoặc là những nơi khí hậu Nhật Hàn Quốc hoặc những các nước lạnh thôi. Còn ở Việt Nam thì mùa miền Bắc thì mùa đông cũng có đợt lạnh nhưng mà không sâu lắm. Sấy vô lăng. Đây là bản số tự động. Như vậy là mình đã giới thiệu qua cho các bạn là cái video về cái hướng dẫn sử dụng điều hòa tự động trên chiếc Kia Morning 21. Đây là điều hòa tự động. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu có thắc mắc hay góp ý gì, xin vui lòng các bạn comment ở dưới. Và đặc biệt là nên nhớ đăng ký kênh của mình để xem những cái video tiếp theo. Rất mong sự ủng hộ của các bạn bằng cách đăng ký và chia sẻ video hữu ích cho mọi người. Xin trân trọng cảm ơn các bạn và chào tạm biệt.